Minh Thư xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn đang đến với kênh Thực Dưỡng Mỗi Ngày. Củ sắn hay còn gọi là củ đậu là một món ăn dân dã quen thuộc. Chúng có vị ngọt thanh mát tự nhiên, đem ăn sống hoặc dùng để chế biến thành rất nhiều món ngon cho bữa cơm hàng ngày. Hôm nay Minh Thư xin mời mọi người hãy cùng vào bếp với Minh Thư để làm món củ sắn xào thực dưỡng. Món củ sắn xào được biến tấu mới lạ với sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và màu sắc của các nguyên liệu. Món ăn ngọt thanh, thơm mát và rất bắt mắt. Cách làm lại giản dị, nhanh gọn với những nguyên liệu dễ tìm. Ai cũng có thể thực hiện được một món củ sắn xào thơm ngon cho bữa cơm chay của mình. Giờ thì Minh Thư xin mời mọi người hãy cùng tham khảo món ăn ngày hôm nay. Đây là toàn bộ nguyên liệu của bữa ăn ngày hôm nay. Rất là đơn giản, nguyên liệu chính gồm có là 200g củ sắn. Củ sắn này thì Minh Thư đã gọt vỏ rửa sạch rồi, khoảng là 3 củ nó trung trung như vậy. Thêm vào là 2 củ cà rốt nhỏ xíu xiu. Củ cà rốt này được trồng ở vườn nhà tự nhiên, không dùng phân thuốc đó mọi người. Khoảng cỡ là 90g thôi, nhỏ xíu à. Thêm vào là 3-4 lá còn tây. Ở đây một cây còn tây thì rất là lớn, nhưng mà mình không có dùng hết, chỉ dùng khoảng là 2 tép lớn và vài tép nhỏ nhỏ. Như đây thì khoảng là 3-4 lá còn tây lớn là được nha mọi người. Cái nguyên liệu Minh Thư đã sơ chế là gọt vỏ rửa sạch hết rồi. Giờ với củ sắn thì chúng ta sẽ sắc thành từng que mỏng, thì mình xào ăn sẽ ngon hơn. Minh Thư sẽ sắc củ sắn thành từng lát mỏng, rồi sau đó mình sắc ra thành từng cái que cho nó dễ. Sắc xong thì để ra đĩa để riêng ra. Cà rốt thì Minh Thư sẽ rửa sạch gọt vỏ, cắt tỉa hình cánh hoa rồi sau đó sắc thành từng lát mỏng. Sắc lát càng mỏng thì càng tốt nhé. Sắc xong thì cho ra một cái đĩa cũng để riêng ra. Còn tay thì Minh Thư chia làm hai phần sắc riêng, phần gốc thì chẻ đôi ra, rồi sắc thành từng lát xéo dài khoảng là 3cm. Tại vì cái gốc còn tay này thì nó lớn đó quý vị, cho nên là mình chẻ đôi ra để cho nó vừa ăn nhé. Trong món ăn này Minh Thư dùng cần tây, nhưng mà nếu quý vị mình không có cần tây hoặc là mình không có thích dùng cần tây đó thì mình dùng cần ta cũng được. Dùng khoảng một nắm nhỏ nhỏ, dùng ít thôi cũng không có nhiều, vừa đủ để cho món ăn của mình có hương vị thơm ngon thôi, chứ dùng nhiều là cái mùi cần tây nó sẽ át đi cái mùi của củ sắn thì nó cũng sẽ không có ngon. Phần lá thì Minh Thư sẽ sắc thành từng khúc ngắn khoảng là 2-3cm, rồi Minh Thư sẽ bỏ riêng từng nguyên liệu ra nhé. Sơ chế xong hết, giờ Minh Thư sẽ cho một cái chảo lên trên bếp. Chờ cho chảo nóng lên một chút thì Minh Thư sẽ cho tiếp vào trong này khoảng 1,5 muỗng canh dầu phộng nguyên chất. Chờ cho dầu nóng lên thì Minh Thư sẽ cho cà rốt vào và xào trước tiên. Minh Thư sẽ xào ở lửa vừa cho đến khi cà rốt tái màu. Xào khoảng chừng 1 phút là Minh Thư đã thấy cà rốt tái màu rồi. Giờ thì Minh Thư sẽ cho tiếp phần củ sắn vào. Và Minh Thư sẽ tiếp tục Minh Thư xào củ sắn cho đến khi củ sắn trong lại. Món củ sắn này xào nhanh lắm quý cô bác anh chị ơi. Xào khoảng 2 phút là Minh Thư đã thấy củ sắn trong lại rồi. Tiếp tục thì Minh Thư sẽ cho phần gốc cần tây vào và xào gốc cần tây cho đến khi thấy nó trong lại nhé. Xào cần tây chúng ta nên xào cho nó chín. Có thể xào cho kỹ một chút cũng được, sẽ tốt hơn. Cần tây nó sẽ không có bị hăng và cũng không có bị chát nhé cô bác anh chị. Minh Thư sẽ xào ở đây một chút xíu nhé. Cần tây thì sẽ xào lâu hơn cần ta của mình một chút, nhưng mà cũng không có lâu lắm đâu. Xào khoảng chừng 3 phút là Minh Thư thấy cần tây nó đã trong lại rồi. Giờ Minh Thư sẽ cho tiếp phần lá cần tây vào. Và giờ Minh Thư sẽ xào trong khoảng 2 phút nữa để cho phần cần tây của mình được chín kỹ và những cái nguyên liệu của mình được hòa hợp với nhau hơn. Cần tây thì có thể ăn sống. Chúng ta dùng cần tây để xay sinh tố, dùng uống cũng rất là tốt cho bệnh tuyến giáp. Nhưng mà ở trong món ăn này do kết hợp với lại sắn và cà rốt, cho nên là phải nên xào cần tây cho chín một chút thì hương vị của nó sẽ hòa hợp hơn. Minh Thư xào tất cả khoảng 2 phút. Giờ thì Minh Thư sẽ nêm vào trong này là 1/2 muỗng canh muối hồng, hoặc là cả nhà có thể thay bằng muối hầm, rồi trộn đều tay lên. Minh Thư xào trong khoảng 30 giây nữa để cho những nguyên liệu thấm đều gia vị. Ăn chay mà nếu chúng ta biết kết hợp những nguyên liệu và nấu nướng đúng cách sẽ tạo ra được những món ăn ngon với hương vị phong phú mà còn rất tốt cho sức khỏe nữa. Món ăn này là một ví dụ nè cô bác anh chị. Giờ thì những nguyên liệu đã thấm đều gia vị rồi, Minh Thư sẽ tắt bếp luôn nhé. Vậy là hoàn thành xong món ăn của chúng ta rồi, Minh Thư cho ra đĩa và mang đi thưởng thức thôi. Rất nhanh và rất đơn giản phải không cả nhà? Món ăn này không cần trang trí cầu kỳ gì luôn, màu sắc rất là hài hòa và bắt mắt. Hương vị thì thơm ngon và hợp nhau đến bất ngờ luôn đó cả nhà ơi.
Để cho thơm ngon và bổ dưỡng hơn, chúng ta có thể rải lên trên một lớp mì lứt rang. Mì lứt rang mà không có muối đó cả nhà, làm cho món ăn của mình thêm thơm ngon và hấp dẫn hơn đó. Món này mà nêm tí muối hơi đậm một chút thì sẽ càng làm bật lên vị ngọt thanh của củ sắn. Không cần dùng đường, không cần dùng hạt nêm gì hết mà món ăn này cũng sẽ có vị ngọt thanh thơm mát lắm. Minh Thư chúc quý cô bác, anh chị và các bạn thật ngon miệng với món ăn này nha. Nếu quý cô bác, anh chị và các bạn yêu thích món ăn này thì hãy like video để động viên Minh Thư. Và nếu chưa đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký kênh để cùng đồng hành chia sẻ và trao đổi với Minh Thư về chủ đề thực dưỡng nhé. Minh Thư rất muốn kết nối và chia sẻ học hỏi thêm từ mọi người về chủ đề này. Xin cảm ơn sự yêu thương và chia sẻ của tất cả mọi người trong suốt thời gian qua. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video kỳ tới.